Kính chào quý vị khán giả đang đến với bản tin Tây Bắc chuyển động của Đài Phát thanh Truyền hình Sơn La. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên vừa phối hợp với Tổng cục Du lịch Việt Nam tổ chức đoàn farm trip khảo sát sản phẩm du lịch tại thành phố Điện Biên Phủ. Tham gia đoàn farm trip có đại diện lãnh đạo Tổng cục Du lịch, lãnh đạo và công chức vụ lữ hành và gần 50 doanh nghiệp lữ hành thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, phóng viên một số cơ quan truyền thông, thông tấn báo chí. Đoàn farm trip tiến hành khảo sát tại Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, tham quan bức tranh panorama chiến dịch Điện Biên Phủ, di tích đồi A1, hầm Đờ Cát và dâng hương đền thờ liệt sĩ tại chiến trường Điện Biên Phủ. Đây là chương trình khảo sát nhằm tăng cường quảng bá, giới thiệu truyền thông về sản phẩm, dịch vụ, điểm đến du lịch tiêu biểu, thúc đẩy mối quan hệ hợp tác, phát triển và khai thác các sản phẩm du lịch tại tỉnh Điện Biên. Qua đó sẽ xây dựng, hình thành các tour đưa khách du lịch đến với tỉnh Điện Biên trong thời gian tới. Bệnh viện Phổi tỉnh Phú Thọ có quy mô 200 giường bệnh, ngoài chức năng khám chữa bệnh các bệnh mãn tính về lao phổi, hen phế quản và các bệnh liên quan, bệnh viện còn quản lý giám sát mạng lưới phòng chống lao và các bệnh phổi mãn tính trong toàn tỉnh. Hiện nay trung bình mỗi ngày bệnh viện Phổi tỉnh Phú Thọ có khoảng 200 lượt người đến khám chữa bệnh. Để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, bệnh viện Phổi tỉnh đã tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng, máy móc, trang thiết bị y tế đồng bộ hiện đại, thu hút bác sĩ có trình độ chuyên môn, đào tạo, nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ nhân viên y tế. Nhờ đó đã tạo được niềm tin cho người bệnh. Đến nay, bệnh viện đã triển khai thành công nhiều kỹ thuật mới như nội soi phế quản bằng ống soi mềm, điều trị lao bằng phác đồ mới, cải tiến phương pháp giám sát người bệnh lao kháng thuốc. Nhờ áp dụng các tiến bộ khoa học vào khám chữa bệnh, đặc biệt là thường xuyên tham gia hội chẩn từ xa với các bệnh viện tuyến trung ương, nên nhiều ca bệnh khó liên quan đến điều trị lao và các bệnh lý về phổi đã được điều trị thành công tại bệnh viện, không phải chuyển lên tuyến trên. Những năm gần đây, tỉnh Lai Châu đã đầu tư hàng trăm tỷ đồng để bố trí di chuyển các hộ dân ra khỏi khu vực sạt lở, khu vực có nguy cơ cao bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Tuy nhiên, vẫn còn hàng trăm hộ dân chưa được chuyển về nơi an toàn, vẫn đang phải tiếp tục sống chung với nguy hiểm rình rập. Bài toán di dân ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở vẫn cần đến sự quan tâm hơn nữa trong việc đầu tư của các cấp chính quyền từ trung ương tới địa phương. Bản Cha Di, xã Bum Tở, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu có 73 hộ dân với 377 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào dân tộc La Hủ. Bản này nằm trên sườn núi dốc với nhiều khe cạn. Nhà cửa chủ yếu là nhà tạm bợ, không kiên cố nên rất nguy hiểm nếu mưa lũ ập về. Sợ bị sạt quá. Đấy, đã xa nhà cũng gian nữa thì không dám ngủ nữa. Đấy, chả biết là ở chỗ nào. Đấy, thế cũng bảo cho bà con là bây giờ mưa to quá thì sang bên nhà trường. Bản Nà Phầy, xã Vàng San trước đây cũng giống như bản Trà Dì, nằm ở trong vùng nguy cơ sạt lở cao. Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước nên bản này đã được di chuyển đến nơi ở mới với điều kiện tốt hơn nơi ở cũ. Cơ sở hạ tầng thiết yếu được đầu tư. Giờ đây người dân đã không còn phải sống trong cảnh bất an mỗi khi mùa mưa tới. Ở dưới kia thì vất vả lắm. Mùa mưa, mùa lũ thì nó sạt lở, với cả mấy hộ ở dưới kia thì nguy cơ là sạt lở. Mất ăn, mất ngủ, đi lại cũng khó khăn. Bây giờ lên trên này thì cuộc sống ổn định hơn rồi. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu, thì huyện cần có 20 dự án để bố trí, sắp xếp lại chỗ ở cho trên 1.000 hộ dân với trên 5.000 nhân khẩu. Hiện tại, huyện mới sắp xếp được 562 hộ với 2.300 nhân khẩu tại 28 bản. Số tiền để đầu tư xây dựng hạ tầng thiết yếu và hỗ trợ người dân lên đến hàng trăm tỷ đồng. Thế thì hiện nay, chúng tôi đang tổ chức lập đề án và thực hiện cái việc sắp xếp lại cho hai bản của Á Chè ở xã Thu Lũm và Trà Dì của xã Bông Tở. Hai cái điểm này là cái điểm mà có cái nguy cơ sạt lở cao và dự báo nếu không khẩn trương sắp xếp thì sẽ ảnh hưởng đến tính mạng và tài sản của bà con. Cùng với biến đổi khí hậu diễn ra ngày càng nhanh, thiên tai cũng ngày càng khốc liệt và cực đoan hơn. Do đó, rất cần sự hỗ trợ chung tay của các cấp chính quyền để người dân ở các khu vực có nguy cơ cao bị thiệt hại do thiên tai sớm được sắp xếp di chuyển đến nơi an toàn. Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin Tây Bắc chuyển động hôm nay. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.